quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi ở nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi tiếp tục phiên tòa, hội đồng xét xử thông báo bị cáo Chu Lập Cơ đã được đưa đi khám bệnh như yêu cầu. Kết quả cho thấy tình hình sức khỏe của bị cáo tốt và sẽ tiếp tục được trích xuất tới tòa. Là bị cáo được thẩm vấn cuối cùng trong nhóm tội danh này, bị cáo Trương Mỹ Lan mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo về nguyên nhân, bối cảnh, động cơ phát hành trái phiếu. Về lời khai của 28 bị cáo, nguyên là thuộc cấp và cán bộ của công ty kiểm toán ANC, bà Lan bày tỏ không bình luận gì, chỉ mong hội đồng xét xử xem xét bởi họ đều là người làm công ăn lương. Đối với những bị cáo khai không biết ký gì, cấp trên yêu cầu ký hồ sơ, chứng từ thì ký, bà Lan cho rằng có thể do gấp quá, họ không nhớ. Bà Lan cũng thừa nhận mọi hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát là do mình quản lý, còn bị cáo Ngô Thanh Nhã và Chu Huệ Vân chỉ làm về hậu cần, từ thiện. Bị cáo Lan trình bày, chưa bao giờ cử ai tới làm việc tại ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát không kinh doanh mảng tài chính ngân hàng, không có nhu cầu phát hành trái phiếu. Bà Trương Mỹ Lan khẳng định, tập đoàn Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu lấy tiền của dân. Về chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo Lan khai, năm 2018, bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc ngân hàng SCB đã mất, hay nói với bị cáo về vấn đề ngân hàng SCB lâm vào bế tắc vì thường xuyên bị thanh tra kiểm tra. Sau đó, bà Hồng ngỏ ý mượn các công ty tốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, bị cáo nghĩ nếu không cho mượn công ty thì có thể ngân hàng SCB sẽ sụp đổ hết. Do đó, bị cáo mới cho mượn chứ không chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo có biết gì đâu mà chủ trương. Cũng theo lời khai của bà Lan, từ lời nhờ vả này của bà Hồng, bà đã tổ chức bữa ăn trưa rồi mời bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán Tân Việt TVSI và Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong bữa ăn này, bị cáo Lan đồng ý cho mượn công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của ngân hàng SCB, giao cho các cá nhân được mời đến chủ động nghiên cứu thực hiện. Theo bà Lan, trong bữa ăn này, họ bàn về việc niêm yết tập đoàn Vạn Thịnh Phát chứ không phải là phát hành trái phiếu. Dù phủ nhận đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu, nhưng bà Lan khẳng định, dù bị cáo không sử dụng dòng tiền này, nhưng bị cáo sẽ dùng tiền của mình cố gắng khắc phục hậu quả. Trước câu hỏi của chủ tọa về việc bị cáo có thấy oan sai hay không, bị cáo Lan nói, cáo trạng truy tố bị cáo tôn trọng, không oan sai nhưng xin xem xét lại, đừng dùng từ bị cáo chiếm đoạt. Theo cáo buộc, khoảng tháng 8 năm 2018, ngân hàng SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra nên việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn. Vì vậy, bà Trương Mỹ Lan đã họp bàn với Nguyễn Tiến Thành cùng các nhân sự chủ chốt lựa chọn các công ty con thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp nhằm huy động tiền từ người dân. Sau khi bàn bạc, bà Lan và thuộc cấp thống nhất chọn 4 công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Secha để phát hành 25 mã trái phiếu khống trị giá hơn 30.869 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Lan cùng đồng phạm tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát bằng cách mua toàn bộ trái phiếu của 4 công ty trên rồi đem bán cho hàng chục nghìn người để huy động tiền. Trong ngày làm việc thứ 3 của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, hội đồng xét xử tập trung xét hỏi các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở tội danh này, ngoài bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, còn có 28 bị cáo khác có liên quan trong vụ án. Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bị cáo Trần Văn Tuấn, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh Secha, khai dòng tiền từ phát hành trái phiếu tại công ty Secha được chuyển sang công ty cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam, gọi tắt là công ty VIPD theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, bị cáo không biết ai là người chuyển tiền mà chỉ thực hiện việc ký hồ sơ để công ty phát hành trái phiếu. Bị cáo không được hứa thưởng hay hưởng lợi gì từ việc làm này. Cáo trạng xác định bị cáo Trần Văn Tuấn chỉ đạo Trần Thị Lan Chi, cựu kế toán trưởng công ty Secha, chuẩn bị báo cáo tài chính, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn ANC, công ty kiểm toán ANC, thực hiện các thủ tục điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2019 để công ty Secha có lãi.
Sau đó, bị cáo Trần Văn Tuấn ký hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công ty Secha phát hành trái phiếu theo chủ trương của bị cáo Trương Mỹ Lan. Hành vi của bị cáo đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 bị hại. Bị cáo Trần Văn Tuấn trình bày, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã ý thức được sai lầm của mình, nên đã trình bà Trương Mỹ Lan kế hoạch bán tài sản có giá trị của công ty lấy tiền trả cho trái chủ. Bên cạnh đó, bị cáo cũng có đóng góp một phần nhỏ là 100 triệu đồng vào tài khoản cơ quan chức năng nhằm khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận khai, ngoài chức danh ở công ty Quang Thuận, bị cáo còn làm tổng giám đốc công ty VIPD, công ty cổ phần tập đoàn Việt Nam, công ty cổ phần đường Khánh Hội. Theo bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, dù là tổng giám đốc một loạt công ty, nhưng thực tế bị cáo chỉ là người được thuê đứng tên đại diện, không tham gia vào hoạt động điều hành doanh nghiệp. Tại công ty Quang Thuận, bị cáo chỉ hưởng lương 7 triệu đồng một tháng. Tất cả những hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc phát hành trái phiếu đều được chuẩn bị sẵn, bị cáo chỉ việc ký. Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi chân tình, thời điểm đó do tin tưởng vào cấp trên nên ký vào hồ sơ theo yêu cầu, không nhận thức được rằng việc làm của mình lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Chỉ sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái. Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, đại diện công ty VIPD, ký hợp đồng đặt mua 50.000 trái phiếu do công ty An Đông phát hành. Bị cáo ký 14 chứng từ của công ty VN Group chuyển cho công ty An Đông số tiền 5.006 tỷ đồng. Việc này đã giúp cho công ty An Đông phát hành thành công trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Về việc phát hành trái phiếu của công ty Quang Thuận, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, sau đó duyệt ký quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, ký báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp để gửi Bộ Tài chính. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi còn đại diện nhiều công ty khác ký hợp đồng liên quan đến việc mua trái phiếu của công ty Quang Thuận. Hành vi của bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành gói trái phiếu An Đông và công ty Quang Thuận, chiếm đoạt số tiền hơn 6.500 tỷ đồng của các bị hại. Chiều ngày 20 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thừa nhận hành vi phạm tội, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, khai bị cáo nhận chủ trương phát hành trái phiếu công ty Secha từ bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Về phương án chạy dòng tiền khống, Dung khai tiếp nhận lại công việc theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hồng, là cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB đã mất, nên hoàn toàn không biết gì. Tuy nhiên, bị cáo lại thừa nhận đã giúp sức để bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trái phiếu. Theo cáo buộc, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Hoàng và nhận phương án dòng tiền khống do Trịnh Quang Công, cựu giám đốc công ty Ackerman và Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty SPG lập, dùng chỉ đạo thuộc cấp hợp thức chứng từ đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống ngân hàng SCB, giúp cho công ty Secha phát hành trái phiếu. Hành vi của Dung đã giúp bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 bị hại. Bị cáo Hoàng khai biết rõ mục đích của bà Lan khi phát hành trái phiếu là để huy động tiền của người dân đem sử dụng cho các mục đích của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sau khi nhận thông báo về việc bị cáo Lan chọn công ty Secha phát hành trái phiếu giá trị 2.000 tỷ đồng, bị cáo đã chỉ đạo Công, Dung và Phương Anh lên phương án chạy dòng tiền khống, tạo lập nhà đầu tư sơ cấp. Theo Hoàng, bị cáo Lan phát hành trái phiếu của công ty Secha để lấy tiền trả lãi cho 3 gói trái phiếu do công ty An Đông phát hành. Bị cáo Hoàng ngậm ngùi nói, bị cáo cảm thấy xót xa cho các bị hại. Bản thân mẹ, vợ của bị cáo cũng mua trái phiếu của công ty Secha. Bị cáo Ngô Thanh Nhã, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông, khai tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu cho công ty An Đông từ chị chồng là bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo khẳng định không bàn bạc, thống nhất gì về việc phát hành trái phiếu với bị cáo Lan. Bị cáo Nhã khai, sau khi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo chỉ ký hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông và sau này là ký phát hành trái phiếu. Bị cáo chỉ đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị, chứ không quản lý, không tham gia hoạt động của công ty An Đông. Trước câu hỏi của hội đồng xét xử về việc nhận thức như thế nào về việc hậu quả do mình gây ra, bị cáo Nhã nghẹn giọng. Sau khi đọc kết luận điều tra, bị cáo rất ngỡ ngàng, không hề biết đã gây thiệt hại cho người dân lớn đến như vậy. Thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó, bị cáo đã nhờ gia đình khắc phục 2 tỷ đồng.
cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, khai sau khi nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan về việc phát hành trái phiếu, bị cáo trình hội đồng quản trị để triển khai thực hiện. Về việc chỉ đạo khối bán lẻ triển khai tổ chức bán hàng, đào tạo sản phẩm mới cho giám đốc và các nhân viên bán hàng tại các chi nhánh và phòng giao dịch SCB. Văn khai, có một bộ tài liệu nội bộ SCB xây dựng để đào tạo trước khi tư vấn cho khách hàng. Bị cáo Văn khẳng định bản thân không tham gia tạo lập trái phiếu và không được hưởng lợi gì. Bị cáo Văn bật khóc nói. Lúc đó bị cáo nghĩ rằng đó là khai thác nguồn tài nguyên khách hàng mà SCB đã nỗ lực nhiều năm mới có được. Khi xảy ra sự việc, bị cáo rất đau lòng, không nghĩ rằng lại gây tác hại cho quá nhiều người dân. Về kịch bản chạy dòng tiền, quản lý tài khoản khách hàng, bị cáo không tham gia chỉ đạo và không biết. Bị cáo cũng không chỉ đạo nhân viên SCB ký chứng từ khống để lập dòng tiền. Trong ngày thứ hai, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử bước vào phần thẩm vấn các bị cáo về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu phó giám đốc công ty An Đông, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, WMC, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, thừa nhận ký nhiều hợp đồng chứng từ khống giúp bà Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu, lừa bán cho 20.623 người, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân khai, thời điểm đó chỉ tập trung quản lý tòa nhà thương mại dịch vụ, còn hoạt động tài chính thì không nắm bắt. Bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bị nhiều áp lực công việc nên không nhớ đã ký bao nhiêu loại giấy tờ, hợp đồng. Vì chỉ được trình cho nhiều bộ hồ sơ và chỉ việc ký vào những nơi được đánh dấu sẵn. Về việc phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết không tham gia cuộc họp nào, không bàn bạc, chỉ đạo bất cứ ai mà chỉ thực hiện theo chủ trương từ bên trên. Bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ thời điểm đó bản thân không nhận thức, không nắm bắt được vấn đề, tin tưởng vì đã có chữ ký của các lãnh đạo khác, nên nghĩ là hợp đồng đã được ra soát rồi. Bị cáo Trương Huệ Vân tỏ ra thành khẩn và cho biết mình đã sai. Bị cáo Trương Huệ Vân khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Số tiền gây thiệt hại quá lớn, bản thân bị cáo không thể khắc phục nhưng sẽ vận động gia đình cố gắng khắc phục. Ở giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân bị cáo buộc thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Cháu ruột bà Trương Mỹ Lan đã ký các hợp đồng chứng từ khống để công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông mua trái phiếu sơ cấp, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC 2018091 và ADC 2019-1 của công ty An Đông. Hành vi của bị cáo Trương Huệ Vân đã giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của 20.623 trái chủ trong tổng số hơn 30.000 tỷ đồng của gần 36.000 bị hại. Cũng trong ngày xét xử thứ hai của vụ án, hội đồng xét xử tập trung xét hỏi những bị cáo là lãnh đạo chủ chốt về tài chính các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Hầu hết họ đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bày tỏ ăn năn, không biết hậu quả lớn của việc ký vào các hợp đồng, ủy nhiệm chi, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan lừa đảo tiền của người dân mua trái phiếu. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã qua đời nên cơ quan điều tra đình chỉ hoặc không khởi tố bị can. Nhưng tài sản của họ vẫn bị kê biên để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Theo đó, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, TVSI, thu giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản của bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, kiêm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn. Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản của ông Nguyễn Tiến Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc TVSI. Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và Công ty VIPD, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỷ đồng trong các tài khoản của con trai ông Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB.
Ngoài ra, sau khi ông Nguyễn Ngọc Dương qua đời, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng 100 triệu đồng tiền mặt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!